Đây nha anh em, hướng đến đây tôi hướng dẫn chúng ta cái phương pháp để chúng ta dò. Tức là khi mà chúng ta dò một cái mạch gì đó thì thông thường là chúng ta phải có một cái mục đích hay là một cái mục tiêu chúng ta hãy dò. Thế thì khi mà tôi lấy ví dụ anh em ở nhà đã xem qua cái giáo trình của điều hòa Pala chưa ạ? Inverter ạ. Vâng, anh em đã xem qua cái giáo trình điều hòa Pala rồi. Và ví dụ như này, chúng ta đã biết cái lỗi H11 chưa ạ? Khi mà máy nó báo lỗi và chúng ta check ra lỗi H11 chưa ạ? Xem cái bài này chưa ạ? Vâng, lỗi H11 đây là lỗi giao tiếp. Lỗi giao tiếp. Và chúng ta đã được, một là chúng ta đã được xem tôi giảng ở trên video. Thì chúng ta đã có cái sơ đồ của cái mạch giao tiếp rồi. Và trong cái hình như cái bài này tôi cũng đã phân tích là khi chúng ta gặp cái lỗi giao tiếp này thì nó liên quan đến rất là nhiều linh kiện. Và ở đây tôi có cung cấp cho chúng ta cái sơ đồ của cái mạch giao tiếp đây. Thì cái mạch giao tiếp này thì trên máy 410 hay là 32 nó đều chung nhau, giống nhau hết. Linh kiện cũng giống nhau hết. Thế thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy là bên trái của sơ đồ này là bo lạnh này, bên phải là bo nóng này. Ở giữa hai cái bo này là ba cái dây này. Thế thì nếu mà chúng ta để cả cái mạch giao tiếp đó là một bệnh thì có nghĩa là chúng ta cứ nhìn trong cái này có bao nhiêu linh kiện thì chúng ta gạch đầu dòng ra thành bấy nhiêu nguyên nhân. Đúng nhỉ? Và chúng ta kiểm tra thì có khi là hết cả buổi sáng không xong. Thế nhưng mà trong cái video thì anh em có thể nhớ lại là tôi có chia ra bệnh không ạ? Có chia ra không ạ? Có chia ra bằng cách gì ạ? Đấy, thì tôi đã chia bệnh là như thế này. Tôi bảo các bạn là hãy chia bệnh ra. Đó là bằng cách là gì? Đo giữa dây số 2 với dây số 3. Đấy, để chia thành 6 bệnh. Đúng nhỉ? Thành 6 cái bệnh. Đấy, các bạn chia thành 6 bệnh. Và tôi giả sử là chúng ta đo thấy cái dây số 2 và dây số 3 nó dao động từ 24 đến 30V. Nhưng mà chúng ta bảo là điện áp này nó cũng như là bình thường ấy. Nhưng mà cuối cùng là check vẫn cứ ra H11. Thì cái này tôi có cho các anh nhỉ? Các bạn là cái có nguyên nhân. Chúng ta có nhớ cái nguyên nhân này không nhỉ? Những nguyên nhân nào ạ? Thì có anh nào nhớ nguyên nhân nào ạ? Là do hỏng cái mạch gì ạ? Hỏng mạch nhận xung trên bo lóng. Nguyên nhân là hỏng mạch nhận xung. Nhận xung trên bo lóng. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta, đây là tôi đưa ra cái nguyên nhân như này. Thì cái thứ nhất là chúng ta phải đi tìm được cái mạch nhận xung này nó nằm ở đâu. Thì đây bây giờ mới phải dò này. Tức là chúng ta dò là phải theo một cái gì đó. Đúng nhỉ? Theo một cái bệnh gì đó. Chứ bây giờ chúng ta một cái dò mà nó không có mục đích thì nó cũng không có tác dụng mấy. Tức là bây giờ tôi bảo là tôi lấy ví dụ có một cái máy nó đang lỗi mạch giao tiếp, tôi đưa cho các bạn sửa, đưa cho các anh sửa đúng không nhỉ, mà các anh check nó ra H11, sau đó chúng ta đo dây 2 và 3 chúng ta thấy nó dao động từ 24 đến 30, và trong cái giáo trình tôi bảo rằng là đây là nguyên nhân do lỗi cái mạch nhận xung, hỏng mạch nhận xung trên bo lóng. Sau đó chúng ta nhìn trên cái sơ đồ này, chúng ta có nhìn ra đâu là mạch nhận xung không ạ? Nhìn ra đâu là mạch nhận xung không ạ? Đâu ạ? Đấy gì? Vâng. Thế thì, đây, tôi lấy ví dụ như này.
chúng ta đã nhìn ra được cái mạch nhận xung rồi. Và trên sơ đồ thì tôi đã vẽ thế này rồi. Đây, đây là mạch nhận xung. 1, 2 là photo quang. Đây là chân 3, chân 4. Đấy, trên đây là trên sơ đồ nhé. Sơ đồ nhé. Chân 4 này, đây là trên sơ đồ tôi vẽ cho chúng ta như thế này. Và thậm chí là tôi còn chỉ ra cho chúng ta là gì? Khi nó bình thường, khi nó bình thường thì điện áp chân 1, 2 này là bao nhiêu? Còn nhớ, anh em còn nhớ không ạ? Khi bình thường thì áp chân này bao nhiêu ạ? Nó dao động quanh 0,6V. Điện áp chân 3, 4 này nó dao động quanh 0,8V. Điện áp CE con này dao động quanh 2,5V. Đấy. Đến bây giờ tôi chỉ cho chúng ta biết là trong cái khu vực này nó sẽ chết một con linh kiện. Đấy. Và chúng ta phải dùng cái phương pháp là phân tích mạch, dò mạch, phân tích mạch để tìm ra cái con đấy hỏng. Đấy. Thì đây là cái mục đích của chúng ta dò mạch. Tức là mục đích của chúng ta dò mạch là chúng ta phải tìm ra được cái linh kiện cuối cùng nó hỏng. Đấy. Thế thì tôi lấy ví dụ. Tôi lấy ví dụ đi. Nó đứt kia con trở này đi. Đứt con trở này đi. Đứt con trở này. Thì bây giờ chúng ta làm sao để đi đến được cái con trở này? Làm sao để đi đến được con trở này? Đúng không? Làm sao để đi đến một con trở này? Tại sao lại biết được con trở này nó đứt? Thế thì nếu như chúng ta mà xem cái giáo trình của tôi ấy, đầu tiên chúng ta cứ coi như là một người không biết gì mấy đi. Xem giáo trình của tôi cũng chỉ được đến tận nơi mà. Đầu tiên nhá, tôi bảo là gì? Anh lấy hiện tượng cho tôi. Thì anh lấy ra cái hiện tượng là máy nó báo lỗi. Máy nó báo lỗi. Thứ hai, tôi bảo là anh cầm điều khiển anh check cho tôi. Thì anh check ra được là H11. Và biết đó là lỗi giao tiếp. Đấy, sau đó tôi lại bảo là lỗi giao tiếp rồi. Sau đó tôi lại bảo là anh đo cho tôi cái chân số 2 với chân số 3 xem nó được bao nhiêu. Và chúng ta đo nó thấy nó dao động từ 24 đến 30V. Thì tôi bảo là với cái hiện tượng này H11 này mà đo chân 2 và 3 được 24 mV thì đây là lỗi mạch nhận xung. Thế thì chúng ta mà không dò được mạch nhưng chúng ta tìm được cái mạch nhận xung này, tìm được đám này là mạch nhận xung, chúng ta cứ thay dần hết cho tôi là nó cũng chạy. Tôi hiểu không ạ? Con nào to thì thay trước, con nào bé thì thay sau, con nào bé nhất thì thay sau cùng là nó sẽ chạy. Thế nhưng mà chúng ta mà dò được mạch và chúng ta lại phân tích được mạch thì chúng ta tìm một phát đến cái con bé tí này. Đấy là ý nghĩa của cái dò mạch. Đúng không? Thì bây giờ như thế này. Bây giờ chúng ta tìm cho tôi cái con này ở trên bo mạch. Đấy. Tìm cho tôi ba con trở lại trên bo mạch. Biết đâu trong thực tế nó hỏng thì sao? Nó đứt thì sao? Thì chẳng nhẽ chúng ta bảo nó đứt con này không thể tìm được nó à? Thì thôi, thay bo. Mà cái bo này mua có ít tiền đâu. 2,2 triệu. 2 triệu 2. Mà nó đứt một cái con trở mà cái đầu tam này, anh em không cần mất tiền mua, lấy đâu cũng được điện trở thay vào. Đấy, dò mạch là gì? Dò mạch là đi tìm cái linh kiện này. Đúng nhỉ? Là dò mạch. Thế thì bây giờ là thế này. Đây là cái phương pháp anh em có thể dò, có thể tìm thấy rồi. Nhưng thêm một bước nữa là làm sao mà vẽ ra nó thành sơ đồ. Đúng nhỉ? Có nghĩa là chúng ta bảo à tìm thấy con này rồi. Nhưng mà tôi bảo là vậy thì các anh thử vẽ nó ra xem. Xem nó thành cái sơ đồ kiểu gì.
Thế thì chúng ta vẽ sơ đồ như này nhá. Đây tôi để hướng dẫn chúng ta cái cách vẽ sơ đồ. Cách vẽ sơ đồ nhá. À, buổi sáng tôi có chia sẻ với chúng ta là chúng ta hãy tìm cho tôi ba cái đường cấm là cái gì ạ? Đường nguồn 12V, đường nguồn 5V, đường mát. Đây gọi là ba cái đường cấm. Đấy, anh em mà muốn vẽ mạch, muốn dò mạch thì anh em phải tìm ra được ba cái đường cấm này cho tôi. Đường cấm, đây là đường cấm, ba cái đường cấm. Có nghĩa là anh đi vào cái đường này anh phải quay lại anh đi đường khác ngay. Anh đừng đi tiếp. Đường cấm. Anh em hiểu chưa? Thế thì bây giờ tôi dò cho chúng ta xem nhé. Đây. Ví dụ chúng ta cái mạch giao tiếp, bây giờ chúng ta cứ cho là chúng ta chưa biết cái ruột IC này đi. Và chúng ta bắt đầu từ đây đi. Đây là chân số 1. À đây là con opto, tôi biết là con opto rồi. Bây giờ đi theo chân này hay là đi theo chân này? Thế thì có anh thì đi thế này. Có anh chỉ đi theo cái đường này. Đây, đây đây là gặp đường cấm đây, anh đi đường cấm đây. Anh đi theo đường cấm mà. Nhanh đến đích lắm. Đúng không? Anh ấy dò xuống đây và anh ấy đi theo cái đường cấm này và một phát đến đích luôn. Một phát đến đích luôn đúng không? Anh đi theo đường cấm này thì một phát là anh đi tới đích luôn. Anh em hiểu chỗ này không? Và đây là cái con gì đây ạ? Đây là con opto và đây là cái con gì đây ạ? Cái con đèn khuếch đại cuối cùng cái gì? Thế anh đi một phát thế này, anh bảo là ô. Em dò được rồi thầy ạ. Đến con đèn này rồi, đây. Vào vi xử lý. Thấy nó đi nhanh quá. Đúng không? Vì sao? Vì anh đi vào đường cấm. Cái đường cấm này là cái gì ạ? Mát. Nó là cái mát. Mát. Anh đi vào đường cấm, anh quay lại cho tôi. Anh đừng đi tiếp. Anh vẽ cho tôi cái mát ra. Đừng đi tiếp cái đường cấm này. Thế hiểu chưa? Xong nhá. Anh đừng đi tiếp cái đường cấm này. Thế nên không đi đường cấm này thì đi đường nào? Đi đường này. Nó có hai con. Đi theo con nào đây? Đi theo con nào? Bây giờ lại phải đi, lại phải đo xem thằng này có vào đây không? Thằng này có vào đây không? Thằng này có vào đây không? Thằng này thì chắc là không vào đây rồi, bởi vì đây nó vào đây rồi, nó vào cái đường cấm mát rồi thì thôi. Bắt đầu tôi mới đo thấy cái thằng này nó vào 5V. Vẽ thế này khoanh nó lại nhá. Và đây nó cũng là đường cấm rồi. Thôi, quay lại đi đường khác. Đi theo đường này. Em hiểu chưa? Đi theo đường này thì anh em một đi một lúc thì tìm thấy chân B con này. Ok. Được chưa? Chân B con này nó không phải thế này đâu mà nó thế này. Đi một lúc thì thấy con này. Thì thấy con này nó vẽ thế này. À nó thế này. Anh em vào đến đây rồi. Đến đây là anh em đi theo cái này hay đi theo cái này? Lúc đó anh phải đi, anh phải tìm xem cái con này có phải là súng mát hay không. Súng mát, anh lại vẽ cái mát ra. Đây cũng là đường cấm, quay lại đi đường khác, đi theo đường này. Được chưa? Bây giờ đi theo đường này lại có hai con. Lại có hai con. Lại có hai con thì đi theo đường nào đây? Lại đo đầu này. Đo đầu này nó thông đến 5V. Lại là đường cấm đúng không? Lại vẽ 5V vào. Đi tiếp đường này. Và thấy đường này nó về đến vi xử lý. Thôi chưa? Hay đi tiếp? Thôi. Đến đích rồi. Hiểu đây là đích rồi. Đừng xuyên qua vi xử lý đi nữa. Được chưa? Thế bây giờ. Thế này rồi nhá. Bây giờ chúng ta vẽ lại này. Vẽ lại nhá.
Hiểu con này, ruột con này chưa ạ? Rồi. Rồi, đây là chân 1, đây là chân 2, đây là chân 3, chân 4 đúng không ạ? Vẽ lại này. Hiểu rồi thì vẽ nó ra. 1, 2 là diode đúng không? Đúng không? 3, 4 là đèn đúng không? Con nào mà lên dương nguồn thì dựng nó lên. Dựng nó lên. Con nào thì đi tiếp thì vẽ ngang nó ra. Được chưa? Con nào xuống mát thì dựng nó xuống. Cho nó xuống xuống dưới. Đến đây, con này bây giờ anh em phân tích nhá. Chân này là chân gì ạ? E. E. B, C. E xuống mát là đèn gì ạ? Đèn ngược. Từ đây đến đây có điện trở. Là đèn gì? Đèn thường. Vẽ con đèn thường ra. Lên 5V, anh em dựng nó lên. 5V kể cả đứng sát nhau cũng vẽ cho mỗi thằng một cái ô vuông, đừng có lấy vào nhau, dính vào nhau. Mát hai thằng sát nhau cũng vẽ cho mỗi thằng một cái mát riêng. Đến đây đi qua một con trở về đến vi xử lý. Chỗ này có cái tụ lọc xuống mát vẽ đấy, và nếu như anh em mà dò mà vẽ được ra như thế này, cứ vẽ từng đoạn một, và trong một đây từ nãy giờ chúng ta cứ vẽ 15 phút xong một cái đoạn này đi, và một cái mạch giao tiếp này anh em vẽ một buổi chiều xong, giống sơ đồ của hãng không ạ? Sau đó anh em nếu như ở máy Pala nó không có ký hiệu, như ở máy khác nó sẽ có ký hiệu. Đây là R bao nhiêu, đây là R bao nhiêu, đây là Q bao nhiêu, R bao nhiêu, Q bao nhiêu, và chúng ta nhìn luôn xem là bao nhiêu K trên thân ấy, điền nó vào. Con này là PC bao nhiêu, vẽ lại và ghép nhiều mảnh này vào nhau thành một cái sơ đồ hoàn chỉnh. Thứ nhất, phục vụ cho mình dùng cả đời. Thứ hai, dùng không hết bán có người mua. Bán cho anh. Bán cho thợ đầy người cần. Bây giờ mà bạn mà vẽ được cái mạch mà trên thị trường nó có máy mà nó chưa có sơ đồ, bạn vẽ được ra xem. Đúng không? Chỉ sợ bạn không vẽ được thôi. Đúng không? Nếu như bạn vẽ được ra như thế này thì cái việc sửa chữa của bạn đáng nhẽ mất một buổi sáng thì bây giờ bạn chỉ sửa mất 30 phút là ra là xong. Nếu như bạn có cái sơ đồ này rồi, có phải không? Thôi bây giờ như này, chúng ta hãy tự vẽ ra đi. Tôi lại xóa cái này đi nhé. Tôi tự vẽ ra, tự tìm cái mạch này tự vẽ ra nhé. Đấy, tôi hướng dẫn chúng ta phải, rất là gì, chúng ta phải tập. Giống như tôi bảo là cho cái xe, chúng ta tập đầu tiên ngã lại đứng dậy lại đi tiếp. Bao giờ đi được thì thôi. Thế anh em thử dò và vẽ cho tôi cái mạch nhận xung ở trên bo lóng cho này. Đây bây giờ tôi hướng dẫn chúng ta tập vẽ nhé, tập vẽ mạch nhé. Thì bây giờ như này, bây giờ tôi bảo là chúng ta hãy vẽ cho tôi cái mạch giao tiếp của cái điều hòa Pala này. Thì ở trên tay chúng ta đều có máy Ga 32 và Ga 410 là mạch giao tiếp mình giống nhau, nó chỉ cháo vị trí đi thôi. Cái máy thì nó ở chỗ này, máy này nó ở chỗ góc của nó cháo vị trí đi thôi. Thì bây giờ chúng ta muốn nhận ra cái mạch giao tiếp này thì đầu tiên chúng ta phải nhìn cái dây đỏ này này. Dây đỏ là cắm ở đâu ạ? Yeah, anh em nhìn tìm cái dây đỏ cắm ở đâu? Cái dây data này này. Thì cái giao tiếp ở đó. Nhá. Yeah. Ok chưa? Thì chúng ta thấy cái mạch giao tiếp rồi nhá. Thấy cái giao tiếp rồi thì về cái phía dây đỏ này thì nó có cách ly qua cái con ô tô. Qua ô tô thì cái phía bên này thì chúng ta nó chưa có cái nguồn 5V yeah. Sau đó nó đi qua con ô tô. Nó đi qua con ô tô thì bắt đầu chúng ta phải tính đến là nó phải có mát, có đường 5V. Thì bây giờ như này anh em nhìn như này nhá. Thứ nhất là chúng ta nhìn hai con ô tô thì làm sao để biết được con nào là con nhất và con nào là con khác. Như này
này đang cái gì đấy này. Và sau này tôi đã công nhận tôi đã có phát bằng cách gì ạ? Đây là cái dây đỏ, dây data, data nó cắm vào đây, màu đỏ nó cắm vào đây. Nếu như ở đây là 1, 2, 3, 4, đây là 1, 2, 3, 4 thì đâu là con nhận, đâu là con phát? Ở đây là trong này là vi xử lý. Tên con nhận đang có tên con phát. Thứ nhất là chúng ta phải hiểu là cái con photon quang này, cái tín hiệu nó đi theo chiều nào? 1, 2, 3, 4 chiều này đúng không? Con này thì đi theo chiều này đúng không? Vậy cái con mà đi từ vi xử lý theo chiều này ra đây thì đây là gì ạ? Phát. Và cái con đi theo chiều này chúng ta hiểu đây là con nhận. Cho nên là tôi bảo là cái bệnh này nó đang lỗi cái mạch nhận xung. Thì bây giờ chúng ta vẽ cho tôi cái mạch nhận xung trước, tí nữa vẽ phát sau. Bây giờ anh em vẽ cho tôi cái nhận xung này trước. Thì ở bên này thì chúng ta không cần phải vẽ nhiều ở bên này, và chúng ta chủ yếu là vẽ cái đoạn này, nó hay lỗi ở bên này, này. Từ đây vào thì anh em vẽ cho tôi, thì đến bên này chúng ta lại tìm cho tôi những đường cấm vừa rồi tôi bảo đấy. Tìm cho tôi cái đường 5V, tìm cho tôi cái đường mát, anh em tìm cho tôi cái đường, hai cái đường này trước đi, để anh em vào trong này anh em có thể là nhìn luôn, thấy nhìn sau con này thì nhìn thấy một đoạn là nhìn thấy con này, và nhìn thấy trở nó cứ sắp xếp xung quanh như này đấy. Đầu tiên là chúng ta nhìn mắt thường, chúng ta không cần phải đi dò, ta nhìn thấy hai con này trước. Vấn đề là chúng ta dựng nó thành sơ đồ thôi, nó thành sơ đồ thôi. Thì chúng ta phải đi tìm cho tôi cái điểm này để chúng ta chuẩn bị tư thế là gì. Đi qua một con điện trở mà vào đây thì vẽ cái ống vuông này ra, quay lại đi đường khác. Chân này mà vào đây thì vẽ cái mát ra và đi quay lại đi theo đường khác. Và đến khi chúng ta dựng nó ra thành cái sơ đồ. Đây anh em tập đi nhé. Tập cho tập đi. Gấp gấp sách vào đi. Vẽ từ sách giá rồi nó chuyện. Đúng không? Đấy, cứ tập đi, tí tôi sẽ vẽ lại cho chúng ta để chúng ta dần dần. Nếu không như tập xe mà đầu tiên thì cứ đi đại đi, ngã này dựng dậy nó đi tiếp thì nó mới thành được, đúng nhỉ? Anh em một vẽ cái mạch này thì dần dần đã có cái kinh nghiệm vẽ một cái mạch này thì dần dần chúng ta sẽ vẽ được tất cả các mạch khác. Đó, nguyên tắc nó có nguyên tắc giống nhau thôi mà. Đây nhá, xem các anh xem sản phẩm nó vẽ được đi đâu nào. Đây ạ. À? À, đây. Đấy, tương đối đấy. Dạ. Yeah. Đấy. Đấy, vấn đề là bây giờ là đầu tiên là vẽ nháp. Vẽ nháp thì chỉ cần đúng chứ không cần đẹp. Sau đó là mình vẽ lần thứ hai mới cần đẹp. Thầy cho em hỏi con này đi. Anh vẽ như này chắc đúng rồi. Chỗ mạch này thường thường con này con tủ này nó trong mát luôn, em đo này có một nửa của tôi tủ nó trong mát, đúng rồi, nhiều con nó phải trở không sao, mình biết là mình đã đúng cho được. Đó, đây đến đây đây là vẽ trong mạch ra chứ không phải vẽ từ sách ra đúng không? Đây là ok, là vẽ được như này là ok đấy. Đấy, sắp thương mại hóa được rồi. Bây giờ anh em nhìn đây nhá, tôi xem tôi vẽ cách vẽ nhá. Anh trong một cái đồng hồ nó có cái tiếng kêu nghi cái nhỉ? Thích. À. Đây nhá. Đây, đây là cái bo anh em đang vẽ nhá. Đây, tôi chỉ cần một cái đồng hồ có cái tiếng kêu này là tôi vẽ được mạch nhá. Thì ban đầu thứ nhất là cái dây data, tôi nhìn cái dây đỏ nó cắm vào đây. Thì tôi nhìn cái chân con photon quang này nó 1 2 3 4, 1 2 nó quay về cái phía data này, 3 4 nó quay về trong này.
thì chúng ta hiểu là tín hiệu bao giờ nó đi từ 1-2 sang 3-4 đúng không? Thì cái con này là con gì ạ? Anh con này là con gì ạ? Con ngoài là con gì ạ? Con này là con nhận đúng không? Và cái con bên trong này là 1-2-3-4, nó đi ra cái dây này để nó phát đi đúng không? Thì con này là con phát. Thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ nhá. Nhận trước nhá. Thì bây giờ chúng ta xuất phát từ cái chân 1-2 này, có nghĩa là tôi chỉ cần yêu cầu các bạn vẽ từ cái con photocall này thôi. Ra ngoài này thì nó cũng không có nhiều linh kiện. Thì các bạn vẽ cho tôi 1-2-3-4. Đây các bạn cứ vẽ ra trước. Các bạn mà hiểu linh kiện rồi các bạn vẽ luôn nó ra. 1-2 là diode, 3-4 là opto, đúng không? Sang đến bên này rồi thì bắt đầu các bạn phải tìm cho tôi các cái điểm 5V, nó gọi là đường cấm đấy, mát, đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta phải tìm cho tôi 5V ở đâu, tìm xem con 7805 ở đây đúng không? 7805 ở đây thì 5V ở mé trong này đúng không? Phải mé trong đây không? Đúng không? Bây giờ tôi bắt đầu tôi vẽ nha. Chân 4 đây, tôi chẳng nhìn rõ mạch đâu bởi vì mạch này nó sơn đấy, nó đang sơn như này. Nó đi vào đầu cái con trở này. Bây giờ đầu con trở bên này thì cái thứ nhất là nó đi qua một con trở thứ nhất này nhá. Tôi đo nó về 5V nó không kêu nhá. Nó về mát nó cũng không kêu nhá. Thì đây là cái con trở nó đi tiếp đấy. Các bạn hiểu không ạ? Và tôi sẽ đo nó vào chân con đèn này, tôi thấy nó kêu. À đây là một con trở đi tiếp này. Rất tiếc là cái thằng Pala là nó lại không ký hiệu là R bao nhiêu. Nó mà ký hiệu R bao nhiêu thì giả sử đây nó là R5 đi chẳng hạn, thì ghi nó R5 đây thì ngon đúng không? Thế bây giờ chân 3 photo quang nhé. Trước khi mà chúng ta dò nó xem nó đi đâu, chúng ta phải dò xem là đo xem nó có xuống mát không này. Có xuống mát đúng không? Vẽ luôn cái mát ra, đừng đi nữa, đừng đi. Đây là đường cấm rồi nhá, đừng đi theo đường này nhá. Đúng chưa? Bây giờ cái chân 4 nó đi qua cái con này sang chân số chân B rồi, ví dụ thế. Thì anh em cứ vẽ tạm thời, chưa vẽ được nó ra thì cứ vẽ thế này cũng được. Đây chân B đúng không? Chân B con đèn, tạm thời cho vẽ ra cái kiểu như này được. Nhưng bây giờ chúng ta thấy là cái chân này nó chưa có nguồn đi vào đây. Một con đèn nó phải có nguồn, hay nói cái khác nó phải có trở gánh, đúng chưa? Thế thì ngoài cái con trở này ra thì nó còn, xem nó còn thông con trở nào không. Đây chân 4 này. Đây nó còn thông đến con trở này. Nó còn thông sang trở này. Và đầu bên kia của trở này, bây giờ chúng ta lại đo đầu bên kia trở này xem nó có thông đến 5V không. Đấy, thấy không ạ? Thì tôi lấy ví dụ đây là cái con trở, giả sử nó ký hiệu là R6 đi. Thì đầu bên này chúng ta vẽ 5V ra, chúng ta đóng khung nó lại như này. Và đừng đi theo đường 5V này nữa, đây là đường cấm rồi. Anh hiểu chưa ạ? Và bây giờ đi tiếp theo con đèn này. Chân E con đèn này chúng ta đo xem nó có xuống mát hay không. E con đèn này nó ở bên này, mé bên này. Xem nó có xuống mát hay không. Có xuống mát, ta vẽ cái mát nó ra. Bây giờ chân C con đèn này chúng ta đo xem nó chạy đi đâu, chạy ra đến chỗ này có con đầu con trở này. Đầu bên kia con trở này chúng ta đo xem nó đi đâu, có xuống 5, có vào 5V hay không. Không vào 5V. Đây nó sẽ là điểm đi tiếp. Chúng ta phải đi tìm một con trở nữa. Con này. Đầu bên này 5V, đây là con trở gánh. Chân C con này tôi tìm thấy một con trở mà đi qua con trở này, tôi thấy nó thông với 5V. Tôi vẽ 5V ra và đây là đường cấm, đừng đi tiếp nhá. Anh nào đi theo đường cấm này là tí sai hết, đúng không nhỉ? Và đi theo đường này. Đấy, cái ưu tiên, cái đi tiếp ấy, thì ưu tiên vẽ ngang nó ra. Đấy, cho nên là có thể là tôi vẽ một phát nó thành sơ đồ ngay. Cái con mà đi tiếp thì vẽ ngang nó ra, mà cái con lên nguồn thì vẽ đứng nó lên. Con xuống mát thì vẽ quay nó xuống. Đấy. Thì bây giờ lúc nãy tôi thấy cái chân C con này nó đi qua con trở này, đi đến đây. Nó đi đến đây rồi. Thì bây giờ nó đoạn này nó hết linh kiện rồi, bây giờ tôi quẹt vào chân vi xử lý đây xem. Về đây. Xong. Đúng chưa? Về đây, về vi xử lý là xong. Vi xử lý là xong.
và trên đường đi này có thể có thêm cái tụ này nữa. À, tôi đã vẽ xong cái mạch nhận xung và bây giờ tôi vẽ lại lần thứ hai, tôi chuyển con này thành sơ đồ nguyên lý. 1, 2, 4, 3 đây, 3 xuống mát đúng chưa, 4 thì có một con trở lên 5V, đây con trở đi ngang và con này bây giờ tôi chuyển thành sơ đồ nguyên lý thì tôi vẽ thế này đúng không, con này là con đèn thường đúng không, 5V có trở gánh. Ở đây là đi qua một con trở tụ thì người ta gọi là bộ lọc RC về đến vi xử lý. Đấy. Đấy, tôi thấy là nhiều anh vẽ ok đấy, ngon rồi đấy. Đấy, anh em bao nhiêu phần chúng ta vẽ được. Thì chúng ta cứ từng vẽ từng mạch một. Thì sau đó là chúng ta ghép nhiều mạch thì chúng ta sẽ được một cái sơ đồ hoàn chỉnh. Và tôi đảm bảo là chúng ta mà vẽ được như này. Nha. Mà lại điền được cái giả sử cái máy khác đi. Nó có R mấy lại điền được vào thế này. R5, R6 như thế này. Sau lại đọc được cái giá trị của con trở này. Giả sử con này là 10K, con này là 1K, anh ấy điền được như này. Con này là PC1, con này là PC2 chẳng hạn, PC1, con này là Q bao nhiêu đấy. Thì tôi đảm bảo là hoàn toàn có thể là mình dùng suốt đời cái này, đúng không? Bao giờ nó cần đi máy thì mới thôi. Thứ hai là bán ra tiền, đầy người mua. Bây giờ tôi cứ hỏi, cứ hỏi là những cái ông thợ mà ông ngồi sửa mà ông không có sơ đồ, ông khó chịu không? Rất khó chịu. Đáng nghe là sửa hết 30 phút thì ông không có sơ đồ, ông mần hết cả ngày, buổi sáng. Đấy, ý nghĩa của cái dò mạch cũng như vậy. Đấy. Thế tôi thấy là nhiều anh dò được rồi đấy, nhiều anh vẽ được rồi đấy. Cần dần dần, tập dần. Hôm nay mà chưa vẽ được thì ngày mai chưa vẽ được thì kia. 3 ngày phải dịp vẽ được nhá. Yeah. Ok nhá. Yeah.